Xin chào các bạn nha, xin mời các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình lại đi quay chia sẻ và ghi hình một phiên chợ trâu ở trên vùng cao, đó là chợ trâu Cốc Ly. Chợ ở đây là họp vào thứ hai hàng tuần. Người ta họp là từ, có lẽ là người ta họp từ tối hôm Chủ nhật rồi. Thì đây là hôm nay là sáng thứ hai thì vẫn thấy có là rất là nhiều con trâu. Trâu bò có rất là nhiều đây. Đây có cái con trâu trâu bạch này. Mình có hai con à anh? Con trâu trắng này khá là đẹp. Những con trâu trắng này mình bán tầm mấy chục rồi anh? Chưa bán được. Chưa bán được à? Con đấy tầm 30 không? Trâu trắng với con trâu đen thì nó, trâu đen cao hơn một tí. Đây này, con trâu được rất là, cũng rất là đẹp này. Con này con trâu cái thì anh ấy đòi 23 triệu thì thấy người ta cũng không lại lắc đầu ra đi. Đây con này, sau này con sừng rất là đẹp này. Ở khu này là toàn trâu đực to, trâu đực đẹp. Người ta mua để đây. Anh thích mua lại đấy 46 không? Cũng bất là mua con một hơn con này. Những con sâu to, cổ to. Cổ rất to. Chợ sâu ở đây thì nền bằng đất, nhưng mà mưa thì đi cũng khá là bẩn. Không như trên Bắc Hà. Con này 30 người ta còn chưa bán. Toàn là trâu đực này, trâu giống, trâu thịt. Chỗ này có con bò này. Mỏng lắm.
mỏng lắm rồi để như quá xíu đi được không con đi rồi anh đi xem cho không các bạn mày nó vậy mọi người mọi người cầm đi đi con này sực khá là đẹp nhỉ con ngắn út nó nhìn thấy con bên này mình cứ phải tránh xa xa những con sâu được to tốt nhất mình cứ né xa xa nó nhìn những cái con khác thì nó rất là hung hăng đây các chú là bán trâu buộc trâu ở đây lên trên đấy trò chuyện đây các cô người mông đi xem mua trâu các cô mua xong thì người ta là bán luôn ở cái chợ phiên nhé nhưng phụ nữ người mông ở trên này cũng kiếm tiền cũng khá là giỏi đấy. Mình thấy là cái những cái con trâu trâu con ấy, loại choi choai có khi ở dưới bán thấy người ta đi săn nhiều hơn với lại những con trâu thịt to béo cho mọi người xem ở chỗ này có con trâu đực rất là to này. Wow, chỗ này con này rất là to nhìn rất là to nhìn khá là hung dữ đấy khoái cũng đẹp này sừng đẹp bên kia có con khá là đẹp nhé hai con ba con bên này người ta cho trâu chọi thử
Đây, sâu đực khá là đẹp. Người ta vừa cho đi đánh thử xem là đánh thử xong rồi giờ rất là hung hăng nha. Sừng cũng khá là đẹp. Chỗ này có con này, chỗ này có con cũng khá là đẹp này. Đấy, con này với giá sâu chọi nhá. Sừng đẹp này. Sâu đen. Đấy. Trâu dài. Đấy, con sợ người ta cười cho. Thôi. Thắng sinh sử là. Thắng bỏ cho cháu đọc kỹ ăn cháu sử. Trâu. Sừng. Đấy. Sừng khá là đẹp. Không có con nào tiếp à? Thả cho nó làm một tí mà. Mà ai cho đánh chỗ này? Khu này có rất là nhiều con sâu con nghé này. Con những con nghé khá là đẹp. Mình thấy đây, chỗ này có con này rất là to cao này. À, bên này thì có anh bán những mẫu dao mèo khá là đẹp này. Cái này vỏ bằng gỗ gì đấy? Bằng gỗ không nhớ, để hỏi ông chú đã. Hình như không, thì cẩm vàng, cẩm vàng đúng rồi. Cái đấy là rổ, có rổi, cái đấy là rổi. Mà với lại dao mèo. Dao này thì dùng bằng ống khoan dầu quỷ khí. Con này là bao tiền? Con này là 500.000 ạ. 500. À, bác nào cần thì cứ liên hệ mình lấy hộ này. Mẫu này khá là đẹp các bác, để đi rừng hoặc là để treo làm phong thủy cũng được, là để làm đồng, cảnh. Không bao giờ gì nhá. À, 500k. Dao sử, dao mèo nhá. Thì có đây, rất là nhiều dao chặt gà. Những cái mẫu dao chặt gà này, chặt
Những con chật gà này là mấy trăm? Con này là 200 nghìn ạ. 200 nghìn này. Vâng, thép không gì nhá. Thép không gì. Vâng. Còn những có con nào chặt xương trâu? Xương trâu thì hãng của em đang hết. À. Như con này là chặt xương. Chặt xương. Cũng là bằng ống khoan biển nhá. Ống khoan này. Không dầu khí. Đấy. Nó không gì được đúng không? Không gì đâu ạ. À, bác nào cần thì đấy, cứ liên hệ mình lấy hộ. Có giá là 250 nghìn nhá. 250 nghìn. Đấy, nghe cái âm thanh rất êm tai. Rất êm tai. À, bác nào cần tiền cứ liên hệ mình nghe. Rồi rồi. Đây là những con né này. Khá là đẹp nhé, toàn là né con này. Bác nào cần dao mèo hoặc là mật ong nhé, cứ liên hệ mình. Mật ong thì nhà mình tự nuôi nhé. Mình thấy cái mẫu dao mèo đi rừng ấy cũng khá là đẹp, làm bằng chất ống khoan dầu không rỉ, ống khoan dầu khí. Bác nào cần thì liên hệ mình lấy hộ. Bọn mình hai về còn chưa tính tiền xe kìa. Vai nó mỏng. À, chỗ này không còn. Chỗ này có con trâu sừng rất là dài này. Con này khá là to nha, sừng dài. Con này con trâu cái hay trâu đực ấy? Ây à, con trâu cái này to nha. Nhìn tưởng là trâu đực. Rất là to. Người nào sừng dài và to. Lúc đầu nhìn thì cứ tưởng là con trâu đực. To, con này mà làm giống thì cũng khá là tốt đấy. To chưa? Rất là to. Chú ơi, anh ấy bán một con đực với con cái. Con này có đến 30 không, 40 không anh? Còn không giá 25 triệu hoặc giá 26 triệu thôi. Thế thôi á. Nhìn này, khá là to nhỉ. Đây. Con xa xa đi. Đấy, trâu trắng anh cần đâu, ai cả bảo con trâu trắng cần tôi cho tiền đấy. Dân đi con xa tí nó đảm bảo thì mẹ chú ở gần nó đâu dân cần đâu. Đây. Chú. Đây là mình đứng ở chỗ đường này nhìn sang này. Vẫn còn là trâu, vẫn còn là rất nhiều nhá. Hiện giờ hơn 8 giờ. Mình thấy chỗ này có con trâu cái. Sừng chắc là mỗi bên sừng thì gần 1 mét. Con này sừng khá là dài. Con này của chú à? Của mình đâu. Ôi giời, thằng nào ấy. Sừng dài nhá. Con này. Sừng dài. Con này sừng dài nhất chợ phiên.
Bác đi bán trâu à hay đi mua trâu? Bán. À, bán được hết chưa? Chưa. Ừ. Trâu mình ở đâu? Đi bán từ tối hôm qua à? Sáng nay mới đi. Sáng nay mới đi. Đây các chị con nghe đi bán trâu à chị? Này trâu của mình à? Có mấy con đấy, hôm nay mấy con trâu? Một con nữa thế chưa bán được à? Con này bán tầm hơn chục triệu không? Mười mấy triệu? 11 triệu à? Châu Đức. Sao khu này có? Video của mình đến đây là kết thúc. Mọi người xem video của mình thấy hay, hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới mà mình đăng tải. Hôm nay mình cảm thấy hơi ốm ốm. Chắc mình video đến đây là kết thúc.